giai đoạn lịch sử thời 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam kéo dài đúng 117 năm. Năm 1855, 1/5 dân số Việt Nam là dân Công giáo, rải rác từ Nam Quan cho tới Cà Mau. Họ có thể là bất cứ ai thuộc mọi tầng lớp nhân dân: giám mục, linh mục, quan án, cai đội, trưởng vệ, binh sĩ, chánh tổng, lý trưởng, lang y, thương gia, có thợ may, thợ dệt, thợ mộc, cả dân trài. Nhưng đông đảo nhất vẫn là giới nông dân. Họ là những người Việt Nam bình thường và dung dị. Họ là một phần bức tranh hợp nhất của dân tộc Việt Nam. Nhưng bài học rút ra từ những cái chết của các vị tử đạo là bài học của sự sống. Cái chết, nguyên nó chẳng có giá trị gì hết. Chính sự sống mới làm nên muôn điều huyền diệu. Sự sống đó hứa hẹn với chúng ta một ngày sau rạng rỡ, ngày đoàn tụ với cha anh chúng ta trên cõi bất diệt. Sự sống đó chính là tình yêu với con người chung quanh, tình yêu với những gì cao thượng và chân thật. Tình yêu đó bùng lên cách mãnh liệt trong mầu nhiệm tự hủy và hiến dâng. Bài học của các vị tử đạo không phải là khơi lên máu nóng tìm đến cái chết, mà chính là sống hiến thân từng giây từng phút của đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Sự sống đó luôn kêu mời chúng ta mỗi ngày chết đi những yếu đuối tầm thường để can đảm làm chứng tá đấu tranh cho chân lý. Sự sống ấy không nơi đâu xa, mà chính Thiên Chúa đã khơi nguồn trong mỗi chúng ta. Nó được sự nuôi dưỡng của Chúa Thánh Thần và đồng hành đặc biệt của Đức Maria. Dòng máu kiên trung tử đạo vẫn chảy trong huyết quản của bất cứ ai là người dân Việt, những người bình thường nhất. Những sự sống ấy chỉ chảy mạnh mẽ nếu chúng ta vui mừng đón nhận. Sự sống đó chính là tình yêu. Họ yêu gia đình, sống mặn nồng tình làng nghĩa xóm. Ông Thọ căn dặn các con vào thăm trong tù: các con thân mến, cha không còn làm gì giúp các con ở thế gian này được nữa. Cha chỉ còn lo chuẩn bị tâm hồn đón nhận những thử thách cuối cùng. Ý Chúa đã muốn cha xa lìa các con mãi mãi, nhưng các con còn có mẹ. Hãy cố gắng vâng lời mẹ. Các con lớn hãy nhớ quan tâm săn sóc em mình. Các con nhỏ phải biết kính trọng vâng lời anh chị. Hãy thương yêu nhau, siêng năng làm việc đỡ đần mẹ. Hãy nhớ đọc kinh tối sáng và lần chuỗi mân côi hàng ngày. Chúa trao cho mỗi người một thánh giá riêng. Hãy vui vẻ vác theo chân Chúa và kiên trung giữ đạo. Chân dung đích thực cuộc đời các vị tử đạo nổi bật ở lòng yêu thương. Y sĩ Phan Đắc Hòa thì ông rộng rãi giúp người nghèo khổ. Riêng bệnh nhân túng thiếu, không những ông chữa bệnh miễn phí, lại còn giúp tiền giúp lúa. Với ông Martino Thọ thì công bằng chưa đủ, phải có bác ái nữa, mà muốn thực thi bác ái phải có điều kiện. Và ông trồng thêm vườn dâu kiếm tiền giúp người thiếu thốn. Người cùng tử đạo với ông là Joan Còn, từng mạnh dạn đấu tranh cho người nghèo chống lại một lý trưởng đòi siêu cao thuế nặng. Họ sống tôn trọng vua quan và hết lòng vì quê hương. Cuốn giáo lý đầu tiên cho người Công giáo Việt Nam, cuốn Phép giảng 8 ngày năm 1651 của cha Đắc Lộ, đã khẳng định các tín hữu theo đạo Thiên Chúa, đạo của mọi quốc gia, chứ không phải đạo phú lãng xa. Một vị tử đạo thời này là binh sĩ Trần Văn Trung đã bị giết vì khẳng khái tuyên bố: tôi là Kitô hữu, tôi sẵn sàng đi đánh kẻ thù của đất nước, nhưng bỏ đạo thì không bao giờ. Họ sống thân ái với mọi người. Quan huyện Bình Lục nói với Linh Mục Thi và Dũng Lạp: các ông là quan bên đạo, tôi quan bên đời. Rồi ra lệnh cởi trói và cho dọn cơm bằng mâm bát của mình. Đến khi cho áp giải hai vị về Thăng Long, quan lập đàn tế lạy trời Phật để thanh minh mình vô can trong vụ án. Đời sống của các thánh thấm nhuần và hòa lẫn trong đời sống của mọi người dân bình dị. Các thánh là một phần không thể tách rời của một dân tộc, với khao khát được tìm thấy chân lý và bình an, mong hưởng một cuộc sống bình an, tươi vui và yêu thương con người chung quanh, tình yêu với những gì cao thượng và chân thật. Tình yêu đó bùng lên cách mãnh liệt trong mầu nhiệm tự hủy và hiến dâng. Tình yêu của các thánh và đông đảo những tín hữu tử đạo đi trước không có gì phi thường, nhưng kiên trì mỗi ngày chết đi những yếu đuối tầm thường để can đảm sống tin mừng.
mà bất cứ ai cũng có thể làm được khi hiệp thông trong tình yêu Thiên Chúa. Trên bức tranh Công giáo của đất nước Việt Nam, 117 vị thánh được đặt giữa một phong nền vĩ đại, sự hy sinh âm thầm của cả một dân tộc mà ngày nay chẳng thể kể hết tên, ghi hết tuổi. Hàng trăm làng mạc bị đốt phá, hàng ngàn người mất nhà, hàng triệu cuộc tra vấn, áp bức, bách hại. Cơn hồng thủy máu đào không trừ bất cứ một gia đình, một cá nhân nào trong các giáo hữu. Có những làng bị đưa vào trong nhà thờ rồi thiêu sống tập thể. Có những làng giữ đạo chạy vào núi để gìn giữ đức tin. Sau hàng trăm năm của thiên niên kỷ thứ hai, họ vẫn giữ được một nửa kinh lạy cha, một nửa kinh kính mừng. Dưới triều đại của vua Cảnh Thịnh với chiếu chỉ cấm đạo, các tín hữu ở chân đồi Dinh Cát, Quảng Trị phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại núi rừng La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ. Các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy, phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Họ thường tụ tập nhau dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ nhau. Một hôm đang khi cùng nhau lần hạ kính Đức Mẹ, bỗng họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa hài đồng, có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên. Họ nhận ra ngay Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ bày tỏ lòng nhân từ, âu yếm và an ủi giáo dân vui lòng chịu khó. Mẹ dạy hái một loại lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Niềm hãnh diện nhất của giáo hội Việt Nam là đức tin vững mạnh của tín hữu. Dòng dã trong năm thế kỷ, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, rất nhiều lần giáo dân Việt Nam bị cấm cản, bắt bớ, giết hại vì đức tin. Dưới thời Trịnh Nguyễn và Tây Sơn, 30.000 tín hữu tử đạo. Dưới thời ba vua nhà Nguyễn, Minh Mạc, Thiệu Trị và Tự Đức, 40.000 tín hữu bị giết vì đạo. Và với phong trào Văn Thân, 60.000 tín hữu đã bị giết hại vì đức tin Công giáo. Tổng cộng 130.000 người tử vì đạo, vì xưng và làm chứng cho đức tin. Với hậu thế, họ chỉ là một đám đông, nhưng trong tình yêu của Thiên Chúa, tên của họ vẫn được ghi từng người một trên tay Ngài. Trong sự đồng hành của Mẹ Maria, những tín hữu ấy vẫn được yêu thương viên mãn.